chiếc Phong chào bé Sơn nha. Dạ. Thì thật sự á, chú Phong á là không phải là bà con dục thịt của con, cũng phải là không phải là một cái người họ hàng thân thuộc, nhưng mà sáng giờ chú thật sự là rất là thương con rất là nhiều, tại vì con còn bé nè, mới có 9 tuổi nè, rồi biết lo, rồi biết đi học nữa, biết muốn, rất là muốn đi học, khao khát được cái sự đi học, đúng không? Thì thôi thì mấy chú á, thì cũng sẽ cố gắng, rồi chú Phong cũng đã nhận được một cái số tiền cũng khá là lớn, thì mấy chú sẽ gom góp lại để làm cho gia đình, cho hai bà cháu một cái sổ, rồi có tiền con đi học, rồi có tiền uống sữa với ăn uống, con thích không? Thích lắm hả? Dạ. Thì lúc ba con á, là còn sống ở bên cạnh con á, thì ba con có ước mơ gì không, mà giống như mơ ước mà con nói cho ba mà con không có làm, ba con không có làm được không? Không. Không hả? Chắc ở nhà nhầm khi là cái miếng cơm, cái manh áo hàng ngày còn rất là khó rồi, đâu có cái mơ ước nào đúng không con? Dạ. Rồi con cứ mạnh dạn nói chuyện, thì tại vì bây giờ là tối rồi, thì để mấy chú và cô bác hiểu rõ hơn về bé Sơn, rồi thương con nhiều hơn. Một cái bé rất là ngoan, lúc nào cũng dân dạ hết. Thấy nó, tôi thấy cảm thấy nó là nó học thành tài hoặc là biết chữ. Yeah. Là nó thích cái nghề sửa xe. Yeah. Yeah. Sao cô lại biết bé thích sửa xe? Tại vì tôi ấy cho nó xe đạp, nó dặn nó thí nghiệm. Yeah. Nó thấy nhất là cái xe đạp hư luôn, trời không có chạy được. Hồi nãy giờ Phong tưởng đâu là cô nói bé là nó phải sửa xe, thì cái đó là tôi nói bằng sự thật. Dạ, nó dạ. Nữa nó thích cái nghề sửa xe. Ý nội nói là bé có cái tính mà tìm tòi học hỏi. Đó mà nãy giờ khi mà nội con nói vậy á, con thì con có thích sửa xe không? Không. Tại bé nó thích giống như mà tìm tòi học hỏi, là muốn thật sự là bên trong những cái thiết bị đó là nó là cái gì trong võng, bé nó tháo ra những cuộc mà không có biết gắn lại. Đa phần con nít thì đứa nào nó cũng vậy. Nó tháo hư luôn á. Ước mơ sau này của con là làm gì, con có thể chia sẻ cho bà con chú biết không? Vắt lúa. Hả? Vắt lúa. Đi vắt lúa. Trời ơi, sao kỳ vậy con? Ước mơ là con là bác sĩ, kỹ sư hoặc là một cái nghề gì đó mà nó khỏe cho con hay gì á. Sao con ước mơ mà đi vắt lúa? Em thích vắt lúa. Trời ơi. Tại có thấy chuột con dí chơi. Trời ơi, không được đâu con. Vắt lúa là mệt lắm luôn đó. Trời ơi. Lúa thấy chuột quá. Tại sao mà con ước mơ là đi được đến trường đi học mà con lại ước mơ là vắt lúa? Vậy còn ước mơ nào khác nữa không? Trời ơi. Sao tôi thấy đường học vấn nó thấp quá. Dạ. Mà học để cho mình biết chữ chứ cái đường học vấn nó thấp quá. Thì mình khi học mà cái trong lòng bàn tay của mình á, mà đường học vấn nó dài á, nó học biết đâu đâu cô coi sao, cô coi sao đâu mà cô cái đường học vấn cô coi sao, cô chỉ giúp cho con đi nè, nó ngắn tới đây. Dạ. Nó đâu có dài ra đây nè, cô bác chị xem nè nè cô nè. Bà nội á, nói là cái đường học vấn là cái đường này nè cô bác chị à, nó tới đây nó ngắn ngủn à, nó ngắn ngủn à. Dạ, yeah, cái ngón tay của cô nè, ở dưới quê á, nên cũng chưa không có. Không phải, từ khi bệnh này nè, yeah. cái tay nó thường hay bị nứt, ăn nước ăn. Dạ, yeah, dạ, yeah. Bị nứt ăn. Mà nay ấy hết rồi đó. Dạ. Yeah. Cái lúc mình hởm là nó bị rất nhiều. Dạ, yeah. Con mốt đừng ước mơ đi vắt lúa nữa nha. Ước mơ mà vắt lúa là mấy chú là không có, với cô bác là không có giúp con đi học nữa. Đi học đã đời vậy đó, cờ đi vắt lúa vậy là tiếc công sức đi học lắm. Tôi nói rồi, cậu để ý đi, nhỏ này giờ cho giàu cỡ nào. Dạ. Cho ăn học cũng rớt. Đường học vấn quá thấp. Thấy là nãy bé cũng sáng dạ. Ôi, nhưng mà nó sáng dạ, sáng trí. Dạ. Nhưng mà cái đường học vấn nó thấp. Dạ. Cái này là cái bằng cha nó hồi đó cũng vậy. Dạ. Chú nghiên cứu rồi, bây giờ có lấy cái gì vẽ ra cho nó dài một khúc nữa được không ta? Dạ. Để nói cho tôi nói cho cậu nghe. Dạ. Cha nó hồi đó nha, cha nó hồi đó tôi nói thôi trời má ơi, cái nhỏ này nó đường học vấn nó thấp quá, giờ má cho nó ăn học
giờ con cho nó ăn học té cũng rớt nữa. Mà thiệt đi vô trường nó bún thùng không, nó không cố gắng ăn học. Cứ hai năm lớp, hai năm lớp cha nó hồi đó đó. Tốt nha, có cái anh Lợi cũng thấp cái nắng hương này. YouTuber đó anh. Thôi thì cô cái tay, cái bằng chỉ tay hay là bằng chỉ chân hay là cái chỉ nào đó thì nó cũng không có mà đánh giá hay là không có thể nào mà quyết định cái cuộc đời, cuộc sống được cô. Để nhìn mình tự đoán thôi, chứ nhầm khi nó cũng chưa có chính xác cô. Thì cô cứ lạc quan, tự tin về cái cuộc đời, cuộc sống phía trước. Thiệt, tôi thấy nhỏ này cũng vậy. Tôi nói rồi, cậu để ý đi. Nếu mà tôi nói sai á, là tôi chịu tất cả. Cô coi cái bàn tay con. Con nó, cha nó hồi đó cũng vậy. Dạ, cô coi thử cái bàn tay con. Coi, tôi còn khỏi cần coi. Cô coi bàn tay con coi nó học vấn nó tới đâu. Tay của nội bị nước ăn vậy, nội có sức thuốc không? À, tôi tự tự làm hết. Dạ. Rồi có những cái bí quyết là gia hồi đó cha nó cũng vậy đó, cũng lành như nó vậy đó, cũng nói chuyện liền liền, cũng thích là thích cái này thích cái kia vậy đó. Mà rốt cuộc không có cái được cái gì hết. Đi vô trường học á, hai năm lớp mến cô giáo qua ngầu hoài. Là ba của bé Sơn. Ba nó. Thấy nó út cho ăn học, thí dụ cao, thí dụ mình nghèo mình cho ăn học hơi cao cao chút, đặng cho vô thí nghiệp nó cũng dễ phải không? Mà anh nó thì lớp 7, lớp 8, còn em nó, em út nó, con gái là lớp 9, còn nó 2 năm lớp gì vậy đó. Tưởng nó không biết chữ luôn. Mà bây giờ bé Sơn nói là đi học, cái mốt con còn sẽ ước mơ con làm gì để chú Phong nghe thử đó con. Ngoài ước mơ dắt lúa mướn đó, giờ còn ước mơ nào khác nữa không? Có trời ơi, hết rồi. Tụi này chắc chưa biết cái ước mơ của mình làm gì đó. Nhưng mà cái công việc đó nặng nhọc lắm. Thầy bé hay đi đồng, thì bé thích đi đồng vậy. Đúng rồi, cái ốc bây giờ chứ cũng chưa có suy nghĩ tới. Bắt ốc bắt cua bây giờ nó chưa có suy nghĩ cái tương lai của bé. Ước mơ đi thôi, chắc lúa. Bây giờ nói chung thì bé nó có suy nghĩ đi học là thấy tốt rồi. Thích đi học là được rồi. Từ đi học trước thì thích đi học. Là thích đi học không biết chi vô. Thích có bạn bè đang chơi, có đá banh đồ, nó thích sau này nó đá banh vô trong truyền hình vậy. Dạ. Đá banh là cầu thủ đá banh đó. Cái này cũng được nè. Con đá banh giỏi không? Dạ, con chơi với bạn con 2-3 không à. Vậy đó hả? Con với bạn con của anh kia 3 người. Nó thích cái vụ đá banh á. Chứ không phải tài kìa. Cái móng tay là hồi chiều là cắt giò phải không con? Dạ. Nó sạch sẽ nè. Vậy cái giò con sao mà bị dính máu vậy nè? Này cái nắp banh. Nắp banh đó hả? Dạ. Nó thích cái đá banh nè. Dạ. Ở đây chiều bữa nào nó cũng đi đá banh với bạn bè. Dạ. Con đâu có cái trò chơi, trong nhà đâu có đồ chơi gì chơi hả? Dạ. Lớn nhỏ này chỉ đi theo cha rồi bắt cá rồi ra đồng rồi thôi, chứ con không có trò, trong nhà cũng không có gì để chơi luôn. Con cái gói đó là làm đủ trò luôn. Thế này lớn lên dễ thương nè, đẹp trai nè. Đẹp trai đâu bằng trai mặt. Trai mặt mới là đẹp. Rồi chồng cháu. Mà về hai bà cháu nào cũng vui lắm. Giờ bữa nay là có chị về là mẹ của bé Sơn á, muốn là cũng có ngỏ lời là hỏi là con có muốn về bên cạnh mẹ để mẹ săn sóc không, thì bé Sơn cũng đã trả lời với mẹ là muốn ở bên cạnh bà nội. Thì thật sự cái đó là tình cảm mà bao nhiêu năm rồi gắn bó hay gần gũi với nội mà đâu có xa cách được. Thank you.
Thì cô nào có đói bụng cho nội đi ăn cơm đi. Chưa đâu. Chưa. À, chiều giờ là nội chưa có ăn luôn đó. Chưa. Dạ. Mình mốt mình tập ăn sớm sớm đi chứ ăn trễ quá là không có tốt cho hoa tử đâu nội rồi. Cho nội với bé. À, tôi hồi đó ở trên chùa. Dạ. Chùa Trển đó. Ra bãi giờ ăn cơm rất là quen. Dạ. Rồi giờ ở đây cũng vậy. Là chiều rót nước, đốt nhang này kia mới ăn cơm. Dạ. Yeah. 7 giờ ăn cơm. Thôi giờ để hai bà cháu ăn cơm nha, rồi mình đi đi. Con cũng chào nội nha nội. Chào nội nha. Chào nội nhiều sức khỏe. Dạ sơ. Chào bác Sơn nha. Về nha. Dạ bay ông bà có chú bé ra nè. Bài là mấy chú bay đi rồi bay lại đừng bay luôn. Thôi bé Sơn lúc nào cũng ngoan ngoãn nha, nghe lời dạ. Bà nhé con. Nghe chưa? Dạ. Rồi thôi chào hai bà cháu nha. Nói bây giờ mấy chú bay đi rồi sáng bay lại. Dạ. 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 Dạ.